Được rồi, ok, vâng, xin chào tất cả những người anh em có mặt ở trên kênh của mình nhá. Thì mình là Nam đây. Và hôm nay đến với clip này thì chúng ta sẽ làm một bài clip gọi là tán sát một chút để gọi là chia buồn cùng với những người anh em phải đi học vào mùng 6 Tết nha anh em nhá. Ok, hôm nay đến với clip này thì hứa hẹn trong một clip solo squad sẽ tàn sát tất cả. Thì mình sẽ lao xuống Bimasaki, khu trung tâm của map và trùng với đường bay luôn. Và mình hy vọng là hôm nay đáp xuống Bimasaki thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều team địch để tàn sát một chút, với hy vọng là phần nào an ủi cho những anh em đã phải ngã xuống của chúng ta ở trên kênh của mình vào ngày mùng 6 Tết là phải vác cặp đến trường. Ok, hiện tại thì như anh em có thể thấy là em Kelly của chúng ta đang đeo cái ba lô mà anh em sắp phải nghĩ đến vào ngày mùng 6 khi mà vác cái này đến trường đây. Thì đây, đây là cái ba lô ba, trong này đựng đến mấy quyển sách 200 trang đấy, cũng nên. Đáp xuống cùng à? Vui đấy, được, ghi nhận. Rồi, tao có G18 lắp 4x rồi nhá, thằng kia. Nào nào, quay lại đây chơi. Ôi, súng tiểu liên à? Bình tĩnh, chị nóng thế. Cùng là cái lì với nhau mà, nóng. Rồi rồi, mình vớ được khẩu kia rồi. Này thì mày quá, mình bắn dính. Rồi rồi, đưa cái đầu vào đây. Thôi thôi, bùm. Lạ nhở, mình bắn hai phát vào đầu nó mà sao nó té máu ra, nó không chết được ra sao ta. Thôi chết rồi anh em ơi, con này nó không có não anh em ạ. Mình bắn vào đầu nó đâu có thấy hiện tượng gì đâu. Mình bắn hai phát nhá, hai phát SKS bật ngắm vào đầu nó, không có hiện tượng gì xảy ra. Thế này thì còn lời giải thích nào ngoài lời giải thích không có não đấy. Từ từ, anh em nghĩ cho mình một cái lời giải thích cho thỏa đáng xem nào. Tại sao hai phát SKS 4x vào đầu không chết? Mình cần một lời giải thích thật sự thỏa đáng cho cái tình huống vừa rồi ấy. Thật luôn đấy. Rồi, ok, anh em cứ ngồi nghĩ lời giải thích nhá. Mình biết là có thằng đến mà. Nào, từ từ, mình phải té đã. Đau đấy. Thằng lợn này. Từ từ, nó có mũ 3, mình không thể bắn vào mũ nó được. Ok, xong. Được đấy. Đau đấy. 38 máu. Trời ơi. Máu của tôi. Đậu xanh. Đi kiếm máu thôi anh em ơi. Không có máu. Rồi. Hèn gì mình cứ thế. Cái con kia mình không hiểu sao. Tại sao mình đã cố chĩa cái tâm súng lên bắn vào đầu không được. Mình cứ nghĩ là do cái tâm đuổi. Nó rớt xuống người. Hóa ra là thằng này nó lại không bắn được vào đầu anh em ạ. Bắn vào đầu nó cũng như bắn vào người, vì đầu nó đâu có não đâu. Khổ quá. Bắn không thấy có hiện tượng gì xảy ra cả. Mình cứ thấy lạ. Đã nghi từ nãy rồi. Rồi đây, đổi lấy khẩu súng nhiều đạn hơn. Khổ thật đấy. Ai ra đâu vào game động ngay bố. Bắn vào đầu không mất máu quỳ rồi. Hèn gì bắn lấy bắn để không chết. Ok, I'm fine. Nhưng thôi không sao, chúng ta băng đạn 3 này, từ từ. Tự nhiên được cái băng đạn 3, thơm thế. Ok, mình rất ổn. Hai tên cũng không đông như mình dự kiến. Nhưng mà còn 38 máu thì mà đông mà chết là trời. Băng đạn luôn. Ồ, hôm nay đại gia rồi. Ôi, đại gia gì, đại gia không có máu này. Giờ nó sắp mặt lờ đấy anh em ạ. Ta phải lặng lẽ chuồn thôi. Băng đạn 2. À quên, mình có thừa băng đạn mà. Sao lại lấy làm gì? Đây. Băng đạn thì rất là xịn rồi. Đậu xanh cái loa. Steve Dong, please come to the music room now. Steve Dong, to the music room. Thank you. Trường mình anh em có thấy thế, trường mình nó rất là vui tính ở cái chỗ là thầy cô vui tính mà học sinh cũng rất là vui tính. Hẹn gặp học sinh, hẹn thầy cô trước, xong bây giờ để thầy cô gọi điện em ở đâu, em hiện hồn về gặp tôi ngay. Đấy, vui tính không? Mà ông cũng rất là vui tính, ông ấy gọi điện kiểu cái thằng mà nãy tên Trung Quốc anh em ạ. Đấy, ông ấy gọi kiểu như là đối với như kiểu là có thằng nào gọi mình thì gọi như này này. Nam ơi, con ở đâu? Đây là máu đây rồi, không có con kiếp gì nữa. Bơm máu đã, tính sau. Đấy, kiểu đúng kiểu gọi chịu hồn luôn anh em ạ. Đấy, được cái là học ở đây thầy cô vui tính. Mỗi tội bọn Trung Quốc nó, mình coi như số hôm trước là bữa xui gặp phải cái thằng dở hơi kia thôi. Và có hai thằng đang đến. Nào nào, chúng mày bắn đau đấy.
Bình tĩnh. Đau, 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 đau. Khốn nạn. Từ từ. Rồi, tao chạy đi bơm máu này, ra cứu đúng rồi. Thằng ấy chạy đi bơm máu rồi kìa. Rồi xong, hai thằng lợn này nó tin là mình chạy đi bơm máu thật. Này nhá, chúng mày không được bò vào red zone để bom nổ chết nó đớp hết công ra đâu nhá. Từ từ, đợi tí mình lút xong chỗ này mới có còi báo động thôi. Kiểu gì mình cũng giết bọn này. Kiểu gì mình phải xả súng mình giết bọn này. Không thể để bọn nó nổ chết vào red zone được. Từ từ, để mình xuống tận nơi. Nó bắn súng lục mà đau phết. Này thì hai con lợn này. What the fuck? Sao đồ đạc lại có mỗi khẩu súng lục với cả mũ hỏng là ra sao? Hai xác cơ mà. Đậu xanh. Bọn lợn này khó chịu thật đấy. Bắn giết nó xong nó lại không có đổ mới đau chứ. À thế thì bọn nó vừa mới chạy. À nổ súng. Được đấy. Mình vừa định đi khỏi ca tụa Bimasaki phát có thằng vào luôn. À, thế là hóa ra là lâu nay kiểu như mình giết người ấy, xong mình đi lút đồ được một lúc. Mình nghĩ là không có ai vào đây nữa thì mình rời đi. Mà hóa ra chính cái lúc mình rời đi, chúng nó lại vào cái chỗ mình vừa ở trong. Thế là thành ra là lâu nay mình không tìm thấy địch là vì thế. Oh, chuẩn. Như vậy. Hình não nam vừa được hoạt động một chút anh em ạ. Anh em bình tĩnh. Bây giờ mình sẽ qua chơi hai thằng kia ngay và luôn. Không biết nó đang ở đâu. Đây. Mũ 3 giáp 3 được đấy. Đau rồi. Vai bắn. Thế mà không chết. Này thì không chết được. Từ từ mình giết ngay thằng này lấy máu đâu. Ba lô 3 đưa đây trước. Không có máu. Đậu xanh. Từ từ mình ngó ra xem. Úi giời ơi. Hai thằng từ vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra đâu. Biết ngay mà. Rồi chạy lại đây cứu nó kìa. Đừng lên đây. Từ nó mới lên mình ném bom vỡ mồm luôn. Rồi nó bỏ đi rồi, nó ra cứu rồi. Đúng rồi, cứu đi. Cứu. Ngu người này, cứu này, ngu này. Rồi dạ, kiếm máu nhanh. Khẩn trương. Giáp ba. Máu, ok, bơm máu. May quá. Giờ còn cái ô tô nữa. Vừa xong có tiếng ô tô. Từ từ mình phải bơm máu vào ngay để chuẩn bị tinh thần chiến đấu thằng ô tô. Mà tuyệt đối không nạp đạn. Thằng ô tô đâu rồi? Không có ô tô, lút đồ. Rồi ơi, không có máu, hai thằng không có máu là sao ta? Hai thằng không có máu cả. Đậu xanh. Thôi, nạp đạn vào rồi cho chuồn thôi. Khổ quá, hôm nay mình dùng chủ yếu đạn tiểu liên mà lại ít đạn tiểu liên lại còn không có máu nữa chứ. Chưa một cái clip nào mà mình đánh nó lại nghèo như này thật. Không có cái máu nào. Đậu xanh. Sao cái khu Bimazaki này lại không có máu là ra sao ta? Đi hết cả khu, đi từ đầu đến cuối map hai bên dãy nhà không có. Có rất là ít máu. Mà có bao nhiêu máu mình cũng lấy ra mình ăn hết rồi. Đắng thật đấy. Phải làm sao đây? Mình đang cầm súng lục mà thậm chí mình còn không có dao, có cả chảo luôn. Đang chạy rất là nhiệt tình. Giáp 3 mũ 3 còn lành nguyên vì mình bắn vào đầu đằng kia. Giờ thì chuồn thôi anh ạ. Mà bo vào Katu nó có một nửa này thì khả năng là không có ở đây rồi. Mà đường bay ban nãy là bay thẳng vào Bima mà. Bắn súng. Có dao chiến. Ở đâu ta? Mình thấy nó bắn ra từ trên cầu mà. Đây có ô tô ở đây này. Cái khả năng nó trốn sau cái ô tô rồi. Đây bình tĩnh. Sẽ tiếp cận cầu. Nó đi mất rồi. Đậu xanh. Không sao, mình xuống đây mình lấy ô tô mình đuổi nó bằng được thì thôi. Mình bây giờ phải giết người lấy máu anh em ạ. Bây giờ không thể trông chờ và đi lốt đồ được. Phải giết người lấy máu rồi. Ở đây cũng có một đống ô tô này. À thế khả năng là trên cầu nó vừa đánh nhau xong thằng kia bị mấy thằng ở dưới này, mấy cái chỗ đống ô tô này nó bắn cho rồi mà phải chạy. Khả năng là thế, mình phải ra thử mới biết được. Đây. Lên xe. Đây. Nào. Nhanh ra giết nó. Máu. Ơ đù. Chạy ra để chống cự á? Chống cự á? Nghĩ đang chống cự ai? Hả? Biết ai là nam không?
Nam là ai? Nam là thằng nào biết không? Dám lao ra chống cự này, thằng này chúa liều đây rồi. Rồi, cũng gọi là có tạng có máu. Được, ghi nhận. Ôi giời ơi, máu đây là đâu chứ, đây là đâu? Rồi ơi, đánh từ nãy đến giờ bây giờ mới được cầm đến chục cái máu. Rồi ơi, chưa cái clip nào mình đánh mà cảm giác nó thiếu máu như thế này anh em ạ. Thật. Trời ơi, vừa lao ra cái xác đằng kia nhìn thấy bốn cái máu xếp thẳng hàng, trời ơi. Hạnh phúc dâng trào luôn. Trời ơi, bây giờ là tự tin rồi, bây giờ là đẹp trai rồi, trời ơi. Mọi clip trước thì cầm đến 12, 13 cái máu, có khi cầm 16 cái máu, không bú. Clip này không có máu, bây giờ có máu cảm giác nó sung sướng lạ kỳ anh em ạ. Đó, bây giờ thì đi giết người thôi, không cần phải cố thủ gì nữa. Nãy giờ là chơi rất là cẩn thận, phải đợi cho chúng nó không biết mới bắn đấy. Chứ không giao chiến đâu đấy. Bây giờ thì gặp ai là giết luôn anh em ạ. Bây giờ thì tự tin rồi, có máu rồi, tự tin rồi. Có máu tự tin và tự sướng thôi. Nào, tự tin khoe cá tính nào. Pochinok ngoài bo. Thế khẳng là mình sẽ cố gắng chiếm cái chỗ giữa map. Nhưng mà phải tạt qua đây kiểm tra xem có ai hay không đã. Nào, có ai không? Có ai không? Không có. Đồ đạc thì bị lút hết rồi mà không có ai. Đậu xanh. Rồi có xác chết trong này anh em ạ. Đủ. Chỗ này từng là chiến địa. Thế ra là đường bay cái này là chúng. Cái đường bay ban nãy mình nhớ là bay chéo. Lấy cái nhà chữ L Bimasaki làm tâm. Thì là bay chéo từ xuống thế nó bay ra sân bay mà. Chả nhẽ bây giờ chúng nó lại đáp xuống sân bay. Có khi clip sau mình phải kiểm tra cái chỗ dưới cẩn thận hơn được. Đậu xanh kẹp xe rồi. Từ từ, mình tạm thời mình lên, mình giữ nhà đã. Quan trọng là phải có nhà chữ L. Từ từ, trên này có người mà. Nãy nhìn thấy thò cái đầu ra rồi, không phải trốn nữa. Hai quả lựu đạn lên. Rồi, trên đồi có người đây. Từ từ. Đậu xanh bắn xịt cả. Thôi, lộ vị trí của em rồi. Em xin lỗi, em thề là em không có làm gì cả. Đây, bình tĩnh. Đây, máu đây. Có máu, trên này có máu. Không sao. Sao bọn nó không bắn mình ta? Hay chúng nó lút thính à? Từ từ. Đây cũng có một cái thính này. Qua kiểm tra mới được. Thôi, vào bo đã. Tính sau, lấy cái ô tô ra kiểm tra sau cũng được. Cái ô tô mắc dịch của mình đi kẹt rồi kìa. Đây, may mà ở đây có luôn cái ô tô khác đấy. Cái ô tô đấy tí thằng nào lên xe ngồi khóc. Sao, chúng ta sẽ cam thính, tiện thể lút thính luôn. Đây, sẽ vứt. Đây, mình sẽ lên cái chòi này đi. Đồ ở trước mặt cô ô tô anh em ạ. Đù, một đống tim lao vào cái thính này. Ôi giời, thằng này bị lag này, giết luôn. Đang không phân biệt được đây là đâu, tôi là ai đây. Còn thằng này, làm cái gì ở đây, hả? Giết luôn, không cho đẻ trứng. Rồi, tôi sợ bạn mày ăn mà. Ôi, sao lại ném lựu đạn mình? Bạn chơi bẩn thế. Từ, nó mà dám ở đây thì UMP mình cho bay xác luôn. Đố luôn đấy. À, vẫn dám lên thật kìa. Lên này. Ném lựu đạn lên tưởng mình chết rồi à. Từ, ra đây, ta chặt cu rồi. Thôi, nó bò xuống dưới thôi. Rồi một phát vào đầu. Từ, xuống cầm lục giết luôn. Không để cho bạn nó cứu. Rồi, tha được ít đạn lên rồi. Từ, nào, vào đây, tao headshot mày luôn đấy. Rồi, một phát vào đầu rồi. May này. Rồi, tí chết. Trời liều quá. Quả đấy mình đang sung quá lên cơn máu chói. Anh em bỏ qua, đừng để ý. Từ mình đang ngoài bo này, từ ăn máu vào xong lút đồ nhanh, tha nhanh một đống đạn tiểu liên rồi chạy thôi. Máu đạn tiểu liên rời ơi, không cần phụ kiện. Máu. Đạn tiểu liên ok. Rồi đi ngay vào luôn thôi. Sao lại ngồi? Nhanh. À, đây trong bo rồi mà. Rồi bo vào factory ạ. Đù, lần đầu tiên mình thấy bo vào factory luôn anh em ạ. Từ vứt bớt đồ thừa đã. Rồi ok. Bo vào factory phải làm sao? Từ, có lẽ là mình sẽ vào trong factory ngồi thủ anh em ạ. Còn 4 người.
bây giờ mình phải xác định là có một team 3 người nữa, bởi vì bo mà vào factory thì kiểu gì cũng phải có một team bo người 3 người. Mình nghĩ thế. Lý do á? Lý do thì mình nghĩ là tại ở trong factory cái khu xa này chắc là phải có một team đi trốn thôi. Thì bọn này có khả năng là kỹ năng không cao cho nên mình vẫn có cơ hội. Chứ không thể nào bây giờ còn 4 người mà còn 3 thằng đi 3 góc được. Không thể như thế được. Ôi, đau đấy. Nào, bắn thử xem. Bắn này. Ôi giời, bạn nó kìa. Từ từ mình mà chạy ra sau xe núp ngay. Năm. Ăn máu. Không cần biết gì hết. Rồi, bây giờ cái ô tô của mình nó đóng vai trò như một cái tường này. Này thì... Ôi, đau em. Anh bình tĩnh thôi, anh làm gì nóng thế? Nào, nóng thử xem. Từ từ. Này thì ra cứu này. Nào đó, thích chơi. Thích chơi một vòng trái đất à? Được, cứ ở đấy mà chơi. Ôi, bò, em ơi. Từ từ, chạy vào bò ngay. Đầu xanh. Cái gì đây? Vai cả lều top 2 kìa. Đù má. Chết bò. Đầu xanh. Ở trong factory nếu không sao rồi lại còn lái xe ra làm cái gì? Trời ơi, khổ. Mình cứ nghĩ là bo vào factory thì chết mình, bo sau nó ra ngoài factory chết mình chứ.